Thấm Thoát cũng đã 15 năm kể từ khi Kamen Rider Hibiki được công chiếu trên màn ảnh nhỏ. Dù nhận được nhiều phản ứng trái chiều từ người xem, đặc biệt là fan của dòng phim Kamen Rider, song Hibiki có những nét hay riêng không thể bị nhầm lẫn. Đặc biệt, phần phim điện ảnh của Kamen Rider Hibiki đã để lại một dấu ấn không nhỏ đối với cá nhân mình, là một trong những movie về Kamen Rider được mình đánh giá cao nhất. Chào mừng các bạn đã tới với Roteca Media. Hôm nay, hãy cùng chúng mình review và đánh giá tập phim Kamen Rider Hibiki and the Seven Senki nhé! Đầu tiên, như thường lệ, chúng mình vẫn sẽ đem đến một vài thông tin cơ bản của tập phim này. Yukichoban Kamen Rider Hibiki and the Seven Senki hay Kamen Rider Hibiki và 7 Chiến Quỷ là tập phim điện ảnh của Hibiki, được đạo diễn bởi Taro Sakamoto, biên kịch bởi Tokichi Inoue, phối hợp sản xuất với Toei và Ishinomori Production, công chiếu ngoài rạp vào ngày 3 tháng 9 năm 2005. Đây được cho là tập phim giải thích khái quát lịch sử của các Makamo cũng như các chiến quỷ trong thời kỳ chiến quốc, đồng thời đem tới một nguồn gốc khác cho hình dạng Final Form của Hibiki là Army Form. Giờ hãy cùng bước vào tìm hiểu cốt truyện của bộ phim này nhé! Trước tiên mình cũng xin lưu ý, vì Kamen Rider Hibiki and the Seven Senki đã công chiếu cách đây rất lâu, nên bài review này sẽ có những tình tiết spoiler để mình có thể review đánh giá một cách trọn vẹn ở các khía cạnh của bộ phim. Nếu các bạn không cảm thấy phiền về điều ấy, thì chúng ta tiếp tục nhé! Bộ phim mở ra với trận chiến của Hibiki thời hiện đại và con Makamo khổng lồ có tên Orochi. Với sự đáng sợ áp đảo của mình, nó đã gây nên không ít khó dễ cho Hibiki. Cuối cùng, để bảo vệ an nguy cho học trò là Asumu, Hibiki đã liều mình lao ra đỡ cú khạc lửa chí mạng của Orochi và bị đả thương tới bất tỉnh, phải quay lại nhập viện về điều trị. Quay về tổ chức Takeshi, Asumu nghiên cứu một vài tài liệu cổ về Makamo Orochi ở thời kỳ chiến quốc, phát hiện ra một cổ nhân có cái tên giống với mình được viết trong sử sách, và rồi câu chuyện bất tận được mở ra. Ở thời đại này, Makamo Orochi là nỗi khiếp sợ đối với dân làng. Để có thể được sống yên ổn, họ buộc phải thực hiện nghi thức hiến tế trinh nữ để dâng lên cho Orochi. Một năm sau khi sự ra đi của Suzu, cô bé đáng thương bị dâng hiến cho Orochi, nay tiếp tục tới Hitoe bị dính dấu ấn tử vong lên bàn tay, báo hiệu một tấn bi kịch tương tự sắp đổ lên đầu cô. Bất lực không thể làm gì để ngăn chặn Orochi, trưởng làng buộc phải đi tới một quyết định liều lĩnh là mượn sức mạnh từ các Oni, những kẻ được cho là đã bán linh hồn mình cho quỷ dữ. Nối tiếp sự kiện đó, một Oni có tên Kabuki đã ra mặt bảo vệ cho dân làng trước sự tấn công của Makamo Kanendaisho. Sau đó, anh gặp được Asumu. Kabuki tiết lộ rằng bản thân tuy muốn hạ gục được Orochi nhưng lại không đủ khả năng. Anh quyết định sẽ cùng nhóm Asumu lên đường chiêu mộ các Oni khác đã giải nghệ, gia nhập chung chiến tuyến để cùng anh tiêu diệt Orochi. Đầu tiên, họ đã chiêu mộ được Ibuki, khi đó đang là lãnh chúa, và Toki, hiện đang là thiền sư. Trận gia quân đầu tiên không mấy êm xuôi, ba Oni vẫn là chưa đủ để chiến đấu cân sức với Orochi, họ buộc phải rút lui. Trước đó, Kabuki cũng đã tìm thấy sự giúp đỡ của Hibiki, nhưng sau một tai nạn khiến cho học trò của mình bị bỏ mạng, Hibiki đã giã từ sự nghiệp của một Oni và từ chối tham gia. Người học trò xấu số năm ấy, không ai khác lại là Takeshi, anh trai của Asumu. Nhận thấy sức mạnh hiện tại vẫn chưa đủ, các Oni phải tiếp tục tìm đồng minh. Ngay khi đó, họ gặp được Kirameki và rồi nghe ngóng được thông tin Nishiki sắp bị xử tử vì tội ăn cắp, họ đã cùng nhau tới giải cứu cho đồng bọn. Và rồi sau đó, Habataki và cuối cùng là Todoroki cũng gia nhập chung chiến tuyến, tạo thành một đội hình 7 chiến quỷ như trong tiêu đề của bộ phim. Song, nhóm Oni nhận được cái nhìn ghẻ lạnh và sự kỳ thị của dân làng. Họ thậm chí còn có ý định thiêu sống các Oni bởi cho rằng chúng là những tên ác quỷ máu lạnh đã tấn công lấy mạng những người dân vô tội. Bị chèn ép lên tới đỉnh điểm, một vài Oni đã không kìm chế được cơn giận của bản thân, quyết định sẽ không nể tay trước dân làng nữa. Và rồi một cuộc chiến nổ ra giữa 7 Oni, giữa một phe muốn tấn công và một phe muốn bảo vệ cho dân làng. Liệu rồi kết cục của câu chuyện này sẽ ra sao? Liệu các Oni có thể hóa giải được những mâu thuẫn, lấy được lòng tin từ dân làng và tiêu diệt được Makamo huyền thoại Orochi? Các bạn hãy tìm tới bộ phim Kamen Rider Hibiki and the Seven Senki để hiểu rõ hơn nhé! Để nhận xét chung về cốt truyện, mình đánh giá Hibiki and the Seven Senki được triển khai nội dung tương đối tốt. Phim được kể theo lối tuyến tính dễ theo dõi,
các sự kiện ở thời chiến quốc được xảy ra nối tiếp theo thứ tự thời gian và kịch bản được chia ra từng hồi phim rất rõ ràng, rất dễ theo dõi. Phim cũng đưa tới những nút thắt, những khoảng cao trào cần thiết để thu hút người xem từ đầu tới cuối. Đặc biệt, cú plot twist xảy ra vào hồi cuối của phim cũng là một điểm sáng để đáng nhắc tới. Tuy có xử lý hơi thiếu tự nhiên một chút, nhưng nhìn chung vẫn có thể chấp nhận được. Không những vậy, cái hay của bộ phim đem lại là giá trị nhân văn khi phê phán một cách đanh thép sự ấu trĩ, thực dụng và lạnh lùng của con người. Những kẻ tuy muốn dựa dẫm vào sức mạnh từ các Oni nhưng lại không đặt niềm tin vào họ, thậm chí coi họ là những kẻ đã bán linh hồn cho quỷ dữ. Và tàn ác hơn là còn định lấy mạng của chính những kẻ đã có thiện chí chiến đấu để che chở cho mình. Lần danh mong manh giữa con người và Oni ở thời đại đó là một rào cản vô hình không thể bị xóa nhòa, và chính những hủ tục, những quan điểm hà khắc khi ấy đã khiến cho các Oni không thể được sống và đối xử đúng nghĩa như một con người. Chính sự phê phán, tố cáo xã hội khi đó, rằng việc con người sợ hãi những gì họ không hiểu rõ, chính là một điểm sáng khiến mình đánh giá rất cao cốt truyện của Hibiki and the Seven Senki. Tiếp theo, ta sẽ cùng điểm mặt một vài nhân vật tiêu biểu của bộ phim nhé. Đầu tiên là nhân vật chủ đề của bộ phim, Hibiki-san. Cụ thể ở đây mình sẽ đề cập tới Hibiki của thời kỳ chiến quốc. Ở giai đoạn các sự kiện của phim diễn ra, Hibiki đã giải nghệ sau tai nạn dẫn tới cái chết của học trò cũ, Takeshi. Hibiki cảm thấy day dứt vì đã không thể bảo vệ được cho cậu ta, nên đã quyết định dã từ sự nghiệp của một Oni và quay về ở ẩn, đứng ngoài cuộc chiến của chiến quỷ và Makamo Orochi, bất luận sự thỉnh cầu từ đồng đội. Hibiki chỉ ra mặt xuất hiện khi các Oni chiến đấu lẫn nhau trước sự sức ép của dân làng, và vài tới hồi cuối của bộ phim, anh mới thực sự ra mặt chiến đấu một lần nữa với tư cách của Oni. Nhìn chung, đối với những bạn đã xem TV series của Kamen Rider Hibiki, sẽ thấy Hibiki của phiên bản chiến quốc cũng không có điểm gì quá khác biệt về mặt tính cách và xây dựng nhân vật so với bản truyền hình. Vẫn là một con người hào sảng, điềm tĩnh, thân thiện, mang một phong thái ung dung tự tại vô cùng thu hút người xem. Tiếp tới là Asumu, một nhân vật không kém phần quan trọng trong bộ phim. Asumu của thời chiến quốc vẫn là một cậu nhóc tốt bụng và năng nổ, chứng kiến sự ra đi của Suzu, và tiếp đó là cái chết được dự báo trước của Hitoe. Asumu là một trong những người đầu tiên dám đặt niềm tin vào các Oni và lên đường đi thỉnh cầu tìm sự giúp đỡ của họ. Xong, Asumu lại đem mối thâm thù với Hibiki khi cho rằng chính ông đã khiến cho anh trai Takeshi của cậu bị bỏ mạng, nhất quyết không tìm thấy sự giúp đỡ của Hibiki. Nhìn chung, Asumu ở tập phim này cũng giống như Hibiki, không có sự khác biệt gì rõ rệt so với bản truyền hình, đồng thời cũng không có sự phát triển về tính cách. Song vẫn được thể hiện khá tròn vai và thuyết phục dưới sự diễn xuất của cậu bé Rakuto Tochihara, khi đó mới chỉ 16 tuổi. Giờ là những Oni chiến quỷ xuất hiện trong bộ phim và được Kabuki chiêu mộ, bao gồm Ibuki, Todoroki, Kirameki, Habataki, Toki, Nishiki. Nhìn chung, đây tuy là kết phụ của bộ phim, được đưa vào để giúp tăng thêm sự kịch tính, hoành tráng về quy mô số lượng, không được khai thác về chiều sâu. Song, tuyến nhân vật này cực kỳ thú vị, đã đem tới cho một làn gió mới khi góp mặt trong bộ phim. Tất cả bọn họ, từ tính cách cho tới tạo hình của chiến phục Oni, đều mang những nét riêng biệt không thể nhầm lẫn với nhau, khiến cho khán giả dễ dàng nhận diện, phân biệt và ghi nhớ, đồng thời giúp cho bộ phim có những khoảng nghỉ, những giây phút hài hước duyên dáng. Có lẽ để chọn ra hai Oni mình yêu thích nhất trong số này sẽ là Nishiki và Todoroki. Đặc biệt, điều khiến mình cảm thấy ưng ý với sự góp mặt của các Oni này là sự phân bố đất diễn. Có thể nói, các Oni kiếp phụ này đã được phân bổ cho mình một thời lượng lên sóng vô cùng hợp lý khi họ xuất hiện ở hồi 1 và hồi 2 của bộ phim để dẫn dắt, đưa phim tới cao trào, sau đó được giải thể và biến mất ở hồi 3 để nhường đất lại cho Hibiki và Kabuki, mở đường cho kịch bản đi tới nút thắt cao trào, và cuối cùng quay trở lại vào hồi 4 trong trận chiến quyết tử với Orochi và đám tùy tùng, để đẩy sự cao trào và hoành tráng của bộ phim lên tới đỉnh điểm. Đó chính là lý do số lượng Oni kiếp phụ không hề ít, nhưng họ đã chiếm được thiện cảm rất lớn từ mình. Và cuối cùng không thể không nhắc tới là Kabuki. Anh xuất hiện từ giai đoạn đầu của phim, chiến đấu với Makamo Kaendaisho để bảo vệ cho dân làng, và rồi sau đó đi chiêu mộ các Oni để cùng hạ bệ Orochi. Ở giai đoạn đầu xuất hiện, Kabuki để lại ấn tượng rất tốt cho người xem bởi sự chân thành, cởi mở và lương thiện của mình. Bất luận có bị con người sợ hãi và xua đuổi ra sao, anh vẫn giữ thiện chí bảo vệ họ tới cùng. Song, mạch phim đi tới nút thắt cao trào khi tiết lộ, Kabuki chính là kẻ đã ngấm ngầm đổ sát dân làng
giật dây tác động khiến cho các oni chiến đấu và tiêu diệt lẫn nhau. Bị dồn vào thế chân tường, bản thân Kabuki đã thừa nhận rằng anh căm ghét con người, khi dù có cố gắng bảo vệ họ tới đâu, họ cũng không đối xử với anh như một người bình thường. Anh muốn triệt hạ toàn bộ oni để chính thức trở thành một Makamo để báo thù con người. Nhìn chung đối với mình, Kabuki thật sự là một nhân vật có chiều sâu trong tính cách và động cơ hành động, tạo được thiện cảm và sự đồng cảm vô cùng lớn đối với mình mỗi khi xem phim. Anh là minh chứng rõ nét cho câu nói "Ai cho tôi lương thiện" của Chí Phèo trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Nam Cao. Hình tượng một nhân vật lương thiện với tâm tính không hề có sự vẩn đục, bị sự thối rữa, mục nát của xã hội đương thời, cùng sự ấu trĩ và lạnh lùng của con người, chèn ép tới bước đường cùng, để rồi thay đổi tâm tính và sa chân vào những cạm bẫy của cuộc đời để trả thù đời, trả thù những kẻ đã sinh ra mình. Phải chăng, nếu như được đối xử như một con người, Kabuki sẽ không trở nên sa ngã như vậy? Phải chăng, chính cái làn danh mong manh kia, những thủ tục và quan niệm không thể dung hòa ấy đã vô tình giết chết cái nhân tính cho mỗi chúng ta? Bởi tất cả những điểm nhấn, những chiều sâu mà Kabuki đã mang lại cho bộ phim, anh xứng đáng là một trong những kẻ phản diện đáng nhớ nhất từng xuất hiện trong các tập movie của Kamen Rider, theo đánh giá cá nhân của mình. Chỉ duy nhất một phân cảnh của Kabuki khiến mình không thật sự hài lòng là việc anh tự tiết lộ toàn bộ mục tiêu và âm mưu của mình cho nhóm Asumu và Hibiki được biết. Điều này khiến cho tình tiết thắt nút của bộ phim có phần trở nên bề nổi, thiếu tinh tế, đi ngược lại với nghệ thuật kể chuyện vốn có trong điện ảnh là Show Don't Tell, hiểu nôm na là thể hiện thay vì kể lể. Nhưng nhìn chung, đó cũng chỉ là một điểm yếu nhỏ nhỏ cho bộ phim. Với những gì mà Hibiki and the Seven Senki đã làm được ở mặt cốt truyện và nhân vật, phim vẫn xứng đáng được đánh giá cao. Về phần hành động và kỹ xảo, nhìn chung, movie Hibiki and the Seven Senki đi theo hướng xây dựng một bộ phim hành động đúng nghĩa, nên cái chất Kamen Rider ở trong tập phim điện ảnh này được bộc lộ rõ nét hơn rất nhiều so với bản TV series. Phim có những cảnh chiến đấu với thời lượng dài, được triển khai vô cùng mãn nhãn và được góp phần nâng tầm bởi kỹ xảo tương đối đẹp mắt, tuy không có xuất sắc nhưng có thể chấp nhận được. Đặc biệt, phân cảnh tiến hóa lên hình dạng Armor Hibiki ở cuối phim được xử lý tương đối mượt mà, làm toát lên vẻ đẹp tinh tế tới từng góc cạnh của Final Form mà Hibiki đang sở hữu. Về phần âm nhạc, tất nhiên vì Kamen Rider Hibiki được lấy cảm hứng chủ yếu từ chủ đề âm nhạc, nên chắc chắn phần nhạc phim cũng không thể nói gì hơn ngoài hai từ xuất sắc. Phim là sự cộng hưởng tuyệt vời từ những bản background music được cài cắm phù hợp, tương trợ vô cùng tốt cho các cảnh phim, cũng như âm thanh từ những nhạc cụ mà các oni sử dụng để chiến đấu. Tất cả góp phần tạo nên một bữa tiệc thịnh soạn, thỏa mãn thính giác của người xem. Bài hát ending cuối phim mang tên Flashback được thể hiện bởi Rin và MCIT, được phát trong đoạn credit cũng tương đối bắt tai, dễ nghe và để lại ấn tượng tốt trong lòng người xem. Cuối cùng sẽ là một vài thông tin bên lề xoay quanh bộ phim mà nhóm muốn giới thiệu cho các bạn. Hibiki and the Seven Senki là tập phim debut của Armored Hibiki, đưa tới một nguồn gốc khác cho sự xuất hiện của bộ giáp này và cũng đánh dấu lần đầu tiên Hibiki chuyển khóa lên hình dạng này trước khi nó được xuất hiện trong tập 33 của TV series. Nội dung cũng như tiêu đề của bộ phim này được cho là lấy cảm hứng trực tiếp từ bộ phim kinh điển The Seven Samurai. Câu chuyện kể 11 võ sĩ đạo kỳ cựu đi chiêu mộ 6 thành viên khác, tập hợp một đội hình gồm 7 chiến binh samurai để chiến đấu bảo vệ người dân khỏi cuộc tấn công của 40 tên cướp. Tập phim này cũng đánh dấu việc thay máu đội bộ biên kịch, sản xuất phim Tokichi Inoue và Shinichiro Shirakura đã thay thế vị trí của Tsuyoshi Kida và Shienori Takatera để đảm nhiệm vai trò sản xuất nửa sau của bộ phim. Sau này, Hibiki and the Seven Senki được sử dụng để tri ân nữ diễn viên quá cố Kanbe Miyuki, người thủ vai nhân vật Hinaka Tachibana. Cô đã chống chọi với căn bệnh suy tim trong một thời gian kể từ tháng 2 năm 2007, để rồi qua đời vào ngày 18 tháng 6 năm 2008. Tang lễ của cô được cử hành vào ngày 21 tháng 6 năm 2008 ở thành phố Kawasaki, tỉnh Kanagawa. Vậy trên đây là bài review đánh giá của chúng mình về bộ phim Kamen Rider Hibiki and the Seven Senki. Nếu như bạn có cảm nghĩ gì về bộ phim này cũng như clip của nhóm, đừng quên để lại một comment cho chúng mình biết nhé. Nhớ subscribe cho kênh cũng như ấn vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất của chúng mình tung ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Mình là Rin của RTK Media. Xin chào và hẹn gặp lại. Annette đã
長か。俺とお前は戦うことでしか分かり合えない。